Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rose. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc áo crop top kiểu yếm có phần họa tiết ô vuông nằm ở chính giữa và phối với lại phần viền ren ở chân áo như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì trước khi mà bắt đầu móc, mình sẽ nói về các bước để móc một chiếc áo crop top kiểu yếm như thế này để các bạn sẽ dễ hình dung hơn trong quá trình móc. Thì đầu tiên đó là các bạn sẽ móc phần bản lưng cho mình. Phần bản lưng là phần có hình chữ nhật như thế này. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần bản lưng rồi thì các bạn sẽ chuyển qua móc phần yếm cho mình. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần yếm rồi thì các bạn sẽ chuyển vào bước tiếp theo nữa, đó là móc hai phần dây áo cho mình. Và tiếp theo nữa đó là bước thứ tư, đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần riêng ở phần chân áo cho mình. Thì sau khi mà các bạn đã móc phần riêng rồi, các bạn sẽ bước qua bước cuối cùng, đó là các bạn sẽ may 4 hạt nút nằm mở phần bản lưng của mặt sau của chiếc áo. Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc áo crop top kiểu yếm như thế này rồi. Thì với size áo này thì mình móc cho vòng ngực từ 78 cho đến 84 cm. Và để móc cái phần họa tiết của phần viền ren không bị dư mũi và thiếu mũi thì mình gọi tổng số mũi là A. Thì điều kiện dành cho A thì A phải là một số bằng với số B chia hết cho 10 và cộng thêm cho 1. Thì ở đây mình chọn số B là 140, là số chia hết cho 10 và cộng thêm cho 1 sẽ ra được là 141. Như vậy bước đầu tiên đó là các bạn sẽ gây lên cho mình tổng cộng là 141 mũi móc xích. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn móc cụ thể nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là sợi cô tâm Việt Nam 1mm. Và để móc được một chiếc áo crop top kiểu yếm thì các bạn cần phải có hai cuộn cô tâm Việt Nam như thế này. Và kim móc ở đây mình sử dụng có độ dày đó là 2.25mm. Thì bước đầu tiên đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần bản lưng cho mình. Thì để móc được phần bản lưng, trước hết đó là các bạn cần phải tạo mũi đầu tiên cho mình. Thì để tạo được mũi đầu tiên, trước hết đó là các bạn sẽ căng chỉ ra như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ dùng kim móc và quấn quanh chỉ một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo chỉ qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên rồi. Thì như khi nãy mình đã nói, đó là các bạn sẽ gây lên cho mình tổng cộng là 141 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Thì sau khi mà các bạn đã gây lên đủ cho mình 141 mũi móc xích rồi, thì để chiếc áo này có phần họa tiết hình ô vuông ở chính giữa thì trước hết đó là các bạn cần phải chia các mũi móc xích này ra làm 3 phần. Thì tính từ tay trái của mình tính qua, đó là phần A, tiếp tục là phần B và cuối cùng là phần C. Thì phần A và phần C có tổng số chân mũi là giống nhau là 68 chân mũi. Và phần chính giữa chính là phần B thì có tổng số chân mũi là 5 chân mũi. Thì ở đây là mình đã dùng chỉ khác màu mình đánh dấu để phân biệt giữa các phần rồi. Thì sau khi mà các bạn đã chia phần móc ra làm 3 phần rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên cho mình dòng đầu tiên. Thì để móc dòng đầu tiên, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích nữa. 1, 2 và 3. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình 4 chân mũi móc xích đầu tiên. 1, 2, 3 và 4. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 5 là nằm ở đây. Và các bạn sẽ kéo chỉ qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp và móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn. Đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình các mũi móc kép cho đến hết phần C. Tức là các bạn sẽ móc đủ cho mình 67 mũi móc kép. Mà mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần C nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần C rồi thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 68 chân mũi. Và tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần B cho mình là gồm 5 chân mũi. Và ở phần B này thì các bạn sẽ móc họa tiết ô vuông cho mình. Và cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì bỏ qua cho mình một chân móc và đâm vào 3 chân móc kế tiếp. Móc liên tục cho mình 3 mũi móc kép trên 3 chân móc. Sau đó thì các bạn lại móc lên cho mình một mũi móc xích và các bạn sẽ bỏ qua cho mình một chân móc. Và như vậy là các bạn đã
móc xong phần B rồi, tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua phần A là gồm có 68 chân mũi, thì các bạn sẽ đâm vào 68 chân mũi này và móc liên tục cho mình 68 mũi móc kép trên 68 chân móc. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần A nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong phần A rồi thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 68 chân mũi. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong phần A thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất. Tiếp tục đó là các bạn sẽ chuyển qua móc lên cho mình dòng thứ hai. Và đầu tiên đó là các bạn sẽ móc phần A của dòng thứ hai sẽ là như sau. Bước đầu đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại và đâm vào chân móc thứ hai này, móc lên cho mình 1 mũi móc kép. Thì trừ đi chân móc đầu tiên mình đã móc lên 3 mũi móc xích thì các bạn sẽ còn lại đó là 67 chân móc của phần A. Thì các bạn sẽ đâm vào 67 chân móc này và móc lên cho mình 67 mũi móc kép. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần A nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần A của dòng thứ hai rồi thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 68 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ chuyển qua và móc phần B của dòng thứ hai cho mình. Và để móc phần B, đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình một chân móc, đó là chân móc xích. Và các bạn sẽ đâm vào 3 chân móc kế tiếp và móc liên tục cho mình 3 mũi móc kép trên 3 chân móc. Sau đó thì các bạn lại móc lên cho mình một mũi móc xích và các bạn sẽ bỏ qua cho mình một chân móc. Thì như vậy là các bạn đã móc xong phần B rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần C cho mình. Thì đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc đầu tiên của phần C và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục đến chân móc thứ hai cũng như vậy. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn. Đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép. Và các bạn sẽ móc cho đến khi nào mà các bạn móc phần C và còn lại một chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc phần C và còn lại một chân móc cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi móc xích thứ tư, cũng là chân mũi cuối cùng, tính từ dưới tính lên là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo chỉ qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì như vậy là các bạn đã móc xong phần C của dòng thứ hai rồi. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong phần C thì các bạn đã móc xong dòng thứ hai. Và tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba. Và cách móc dòng thứ ba cũng sẽ tương tự giống như là dòng thứ nhất mình đã hướng dẫn. Đó là đầu tiên các bạn sẽ móc phần C cho dòng thứ ba trước bằng cách là móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì xoay ngược phần móc lại và đâm vào chân móc thứ hai này, móc lên cho mình 1 mũi móc kép. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp và móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn. Đó là trừ đi chân mũi đầu tiên các bạn đã móc lên cho mình 3 mũi móc xích thì các bạn sẽ còn lại đó là 67 chân móc. Và các bạn sẽ đâm vào 67 chân móc này và móc đủ cho mình 67 mũi móc kép. Và bắt đầu từ dòng thứ ba này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ của dòng thứ nhất và dòng thứ hai như mình đã hướng dẫn. Thì đối với phần A và phần C của dòng lẻ thì các bạn sẽ móc tương tự giống như là dòng thứ nhất. Còn đối với phần A và phần C của dòng chẵn thì các bạn sẽ móc tương tự giống như là dòng thứ hai. Còn đối với phần C thì cách móc sẽ không thay đổi giữa các dòng. Và các bạn cứ lặp lại các bước xen kẽ như vậy cho đến hết dòng thứ 8. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 8. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ 8 rồi thì các bạn đã móc xong phần bản lưng. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết chỉ lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ kéo chỉ ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn chỉ thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mối nối này lại cho thật chặt. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong phần bản lưng rồi thì các bạn sẽ chuyển qua bước tiếp theo, đó là các bạn sẽ móc phần yếm cho mình. Thì để móc được phần yếm, đầu tiên đó là các bạn sẽ xoay ngược lại mặt trước của chiếc áo. Sau đó thì các bạn sẽ chia phần móc này ra làm 3 phần. Thì tính từ tay trái của mình tính qua, đó là phần thứ nhất, tiếp tục là phần thứ hai và cuối cùng là phần thứ ba. Thì phần thứ nhất và phần thứ ba có tổng số chân mũi là giống nhau là 35 chân mũi. Và phần thứ hai có tổng số chân mũi là 71 chân mũi. Thì phần yếm thì các bạn sẽ móc ở phần thứ hai này. Còn đối với 3 phần A, B và C thì phần B tổng số mũi vẫn là giữ nguyên là 5 chân mũi. Còn phần A và phần C thì tổng số mũi sẽ được thu hẹp lại
trong phạm vi của phần thứ hai là mỗi phần gồm có 33 chân mũi và vị trí của phần A và C thì không thay đổi. Thì sau khi mà các bạn đã xác định được vị trí của từng phần rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào móc phần yếm cho mình. Thì để móc được phần yếm, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau khi mà các bạn đã lấy xong mũi đầu tiên rồi thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi mũi đầu tiên và các bạn sẽ đâm kim vào chân mũi đầu tiên của phần C là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi đầu tiên này cho mình. Thì bắt đầu từ đây các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 9. Thì để tạo được phần yếm thì ở dòng thứ 9 này mỗi một bên phần rì các bạn sẽ giảm đi cho mình đó là một chân mũi. Và cụ thể cách giảm mũi sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Thì khi mà các bạn đã móc lên 2 mũi móc xích tức là các bạn đã giảm đi cho mình một chân móc. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ hai của phần C này và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ ba và móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến hết phần C. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần C nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần C rồi thì tiếp tục đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần B cho mình. Thì cũng tương tự giống như là các dòng bên dưới. Ở phần B này đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì bỏ qua cho mình một chân móc xích và đâm vào ba chân móc kế tiếp, móc liên tục cho mình ba mũi móc kép trên ba chân móc. Sau đó thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích và bỏ qua cho mình một chân móc xích. Như vậy là các bạn đã móc xong phần B rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần A cho mình. Thì các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc của phần A và móc lên cho mình các mũi móc kép. Và các bạn sẽ móc cho đến khi nào phần A còn lại hai chân móc thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc phần A và còn lại hai chân móc cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và giảm cho mình một chân mũi. Và cụ thể cách giảm mũi sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc kế cuối này và kéo chỉ vào một lần. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc cuối cùng và tiếp tục kéo chỉ vào một lần. Sau khi đã có ba đầu chỉ trên cùng một kim như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo chỉ qua ba đầu chỉ này cho mình. Như vậy là ở đây các bạn đã giảm mũi xong rồi và các bạn cũng đã móc xong phần A. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong phần A thì các bạn đã móc xong dòng thứ 9. Và tổng số chân mũi cho mỗi phần A và C sẽ là 32 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 10. Thì ở dòng thứ 10 này các bạn cũng sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ 9 mình đã hướng dẫn. Đó là mỗi một bên phần rì các bạn sẽ giảm đi cho mình một chân móc. Và đầu tiên đó là các bạn sẽ giảm mũi cho phần A trước bằng cách là móc lên cho mình hai mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại và các bạn sẽ tiếp tục đâm vào chân móc thứ hai và móc lên cho mình một mũi móc kép. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp và móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn. Đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình các mũi móc kép cho đến hết phần A. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần A rồi thì tiếp tục các bạn sẽ móc phần B. Thì cách móc phần B thì cũng tương tự giống như là các dòng bên dưới mình đã hướng dẫn. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần B rồi thì tiếp tục các bạn sẽ chuyển qua móc phần C và các bạn sẽ móc phần C cho đến khi nào mà còn lại hai chân móc cuối cùng thì các bạn sẽ giảm đi cho mình một chân móc, tương tự giống như là dòng thứ 9 mình đã hướng dẫn. Và bắt đầu từ dòng thứ 10 này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ 9 mình đã hướng dẫn. Đó là mỗi một dòng các bạn sẽ giảm đi cho mình hai chân mũi. Tức là mỗi một bên phần A và phần C thì các bạn sẽ giảm đi cho mình một chân mũi. Và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho nên hết dòng thứ 26. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 26 nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ 26 rồi thì các bạn đã móc xong phần yếm. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua và móc phần dây áo cho mình. Thì các bạn sẽ tiếp tục dùng cái sợi chỉ này để móc phần dây áo luôn. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần dây áo thứ nhất trước. Thì để móc phần dây áo, trước hết đó là các bạn cần phải móc lên cho mình 3 mũi móc xích.
1, 2 và 3. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại. Và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ hai là nằm ở đây, kéo chỉ qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất của phần dây áo rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai. Và để móc dòng thứ hai, đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì xoay ngược phần móc lại và đâm vào chân móc thứ hai của mũi móc xích thứ ba là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo chỉ qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai của phần dây áo rồi. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn cho các dòng tiếp theo. Đó là đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ hai và móc lên cho mình một mũi móc kép. Và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 25. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 25 nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ 25 của phần dây áo rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối phần dây áo này với lại phần thứ 3, cũng chính là phần mặt sau của dây áo. Thì để nối phần dây áo với phần mặt sau thì trước hết đó là các bạn cần phải xác định vị trí mà các bạn nối phần dây áo. Tức là nó sẽ nằm ở chân mũi thứ 9 và chân mũi thứ 10. Thì ở đây là mình đã dùng chỉ khác màu mình đánh dấu rồi. Thì sau khi mà các bạn đã xác định được vị trí rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chồng mặt trái của phần dây áo này lên phần thứ 3 như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Và các bạn sẽ đâm vào chân móc đầu tiên của phần dây áo. Tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 9 của phần thứ 3 là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo chỉ qua và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 2 của phần dây áo và chân móc thứ 10 của phần thứ 3. Sau đó thì các bạn sẽ kéo chỉ qua và móc lên cho mình một mũi móc đơn kế tiếp. Và như vậy là các bạn đã nối xong phần dây áo với lại phần thứ 3 rồi. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết chỉ lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ kéo chỉ ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn chỉ thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi nối này lại cho thật chặt. Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong phần dây áo thứ nhất rồi. Thì với phần dây áo thứ hai, các bạn cũng sẽ thực hiện các bước tương tự giống như là phần dây áo thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần dây áo thứ hai nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần dây áo còn lại rồi thì các bạn sẽ chuyển qua bước tiếp theo, đó là các bạn sẽ móc phần viền riêng cho chân áo. Thì để móc phần viền riêng cho chân áo, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau khi mà các bạn đã lấy xong mũi đầu tiên rồi thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi mũi đầu tiên và các bạn sẽ xoay ngược phần áo lại. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của dòng đầu tiên ở phần chân áo là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi đầu tiên này cho mình. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ bắt đầu móc lên dòng thứ nhất của phần viền riêng cho mình. Và để móc dòng thứ nhất đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ nhất này và móc liên tục cho mình 3 mũi móc kép cùng một chân móc. Tiếp tục các bạn lại móc lên cho mình 3 mũi móc xích và bỏ qua cho mình 4 chân móc, đó là chân móc thứ 2, thứ 3, thứ 4 và thứ 5. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 6 này và móc lên cho mình 1 mũi móc kép. Tiếp tục các bạn lại móc lên cho mình 3 mũi móc xích và bỏ qua cho mình 4 chân móc 1, 2, 3 và 4 và đâm vào chân móc kế tiếp. Móc liên tục cho mình 7 mũi móc kép cùng 1 chân móc. Hiện tại là mình đang móc đến mũi móc kép thứ 3 rồi. Tiếp tục thứ 4, thứ 5, thứ 6 và thứ 7. Tiếp tục đó là các bạn lại móc lên cho mình 3 mũi móc xích và bỏ qua cho mình 4 chân móc 1, 2, 3 và 4 và đâm vào chân móc kế tiếp. Móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn. Đó là đầu tiên đó là các bạn sẽ bỏ qua cho mình 4 chân móc và đâm vào chân móc kế tiếp, móc lên cho mình một mũi móc kép. Sau đó thì móc lên 3 mũi móc xích và tiếp tục bỏ qua cho mình 4 chân móc,
và đâm vào chân móc kế tiếp, móc lên cho mình 7 mũi móc kép cùng một chân. Và các bạn cứ làm lại các bước như vậy cho đến khi nào mà các bạn móc vòng thứ nhất và còn lại 5 chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc vòng thứ nhất và còn lại 5 chân móc cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình 4 chân móc, 1, 2, 3 và 4. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc cuối cùng là nằm ở đây. Và các bạn sẽ đâm vào chân móc cuối cùng này và móc liên tục cho mình 4 mũi móc kép cùng một chân móc. Như vậy là các bạn đã móc xong vòng thứ nhất của phần viền rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình vòng thứ hai. Và để móc vòng thứ hai thì đầu tiên đó là mình sẽ chia hai phần để các bạn dễ phân biệt trong quá trình móc hơn. Thì cái phần hình quạt mình gọi là phần A, còn phần mũi móc kép mình gọi là phần B. Thì bắt đầu từ vòng thứ hai này, các bạn sẽ giảm mũi cho phần A và mở rộng phần B bằng cách là tăng mũi cho phần B. Và cụ thể cách móc vòng thứ hai sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, 1, 2 và 3. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại và đâm vào hai chân móc kế tiếp, đó là chân móc thứ hai và chân móc thứ ba, móc liên tục cho mình 2 mũi móc kép trên hai chân móc. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 1 mũi móc xích và các bạn sẽ bỏ qua chân móc thứ tư. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua 3 mũi móc xích và đâm vào chân móc kế tiếp là nằm ở đây, kéo chỉ qua và móc liên tục cho mình 2 mũi móc kép cùng một chân. Và khoảng cách giữa mỗi mũi móc kép với nhau đó là 1 mũi móc xích. Tiếp tục đó là các bạn lại móc lên cho mình 1 mũi móc xích và bỏ qua 3 chân móc xích và chân móc đầu tiên và chân móc cuối cùng của hình quạt. Và các bạn sẽ đâm vào 5 chân móc chính giữa của hình quạt này và móc liên tục cho mình 5 mũi móc kép trên 5 chân móc. Tiếp theo đó các bạn lại móc lên cho mình 1 mũi móc xích và các bạn sẽ bỏ qua 3 chân móc xích và đâm vào chân móc kế tiếp, móc liên tục cho mình 2 mũi móc kép cùng một chân. Và khoảng cách giữa mỗi mũi móc kép với nhau đó là 1 mũi móc xích. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn của phần A và phần B cho đến cuối vòng. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến cuối vòng nha. Sau khi mà các bạn đã móc vòng thứ hai và còn lại một phần A cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 1 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình 3 chân móc xích và 1 chân móc của hình quạt và đâm vào 3 chân móc cuối cùng của hình quạt này và móc liên tục cho mình 3 mũi móc kép trên 3 chân móc. Và như vậy là các bạn đã móc xong vòng thứ hai rồi. Thì tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình vòng thứ ba. Thì ở vòng thứ ba này các bạn lại tiếp tục giảm mũi cho phần A và tăng mũi cho phần B. Và cách móc vòng thứ ba sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, 1, 2 và 3. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ hai này, móc lên cho mình 1 mũi móc kép. Sau đó thì các bạn lại móc lên cho mình 1 mũi móc xích và các bạn sẽ bỏ qua chân móc thứ ba và chân mũi móc xích kế tiếp. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào phần lỗ đầu tiên của phần B. Phần lỗ mà các bạn đã móc lên 1 mũi móc xích ở vòng thứ hai á thì các bạn sẽ đâm vào phần lỗ này và móc liên tục cho mình 4 mũi móc kép cùng một lỗ. Và khoảng cách giữa mỗi mũi móc kép với nhau đó là 1 mũi móc xích. Tiếp tục sau đó thì các bạn lại móc lên cho mình 1 mũi móc xích và các bạn sẽ đến phần A là gồm 5 chân móc. Thì các bạn sẽ đâm vào 3 chân móc nằm ở chính giữa và các bạn sẽ bỏ qua 2 chân móc nằm ở hai bên
và các bạn sẽ đâm vào ba chân móc nằm ở chính giữa này và móc liên tục cho mình 3 mũi móc kép trên 3 chân móc. Tiếp theo đó các bạn lại móc lên cho mình 1 mũi móc xích. Và sau đó thì các bạn sẽ đâm vào phần lỗ thứ hai của phần B và móc tương tự giống như là phần lỗ thứ nhất. Đó là các bạn sẽ đâm vào và móc liên tục cho mình 4 mũi móc kép cùng một lỗ, và khoảng cách giữa mỗi mũi móc kép với nhau đó là 1 mũi móc xích. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước xen kẽ của phần A và phần B cho đến cuối dòng, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến cuối dòng nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi thì tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ tư. Và để móc dòng thứ tư, đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại và các bạn sẽ bỏ qua chân móc thứ hai và chân móc xích kế tiếp của phần A và bước vào móc phần B cho mình. Thì ở phần B của dòng thứ ba các bạn đã tạo nên được 3 phần lỗ như thế này, thì các bạn sẽ đâm vào mỗi một phần lỗ và móc liên tục cho mình 2 mũi móc kép cùng một lỗ, và khoảng cách giữa mỗi mũi móc kép với nhau đó là 1 mũi móc xích. Và khoảng cách giữa mũi móc kép của phần lỗ này với mũi móc kép của phần lỗ kia cũng là 1 mũi móc xích. Sau khi mà các bạn đã móc liên tục cho mình 6 mũi móc kép rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 1 mũi móc xích và các bạn lại bước vào móc phần A cho mình. Thì phần A này gồm có 3 chân móc, thì các bạn sẽ bỏ qua chân móc đầu tiên và chân móc cuối cùng và các bạn sẽ đâm vào chân móc chính giữa là nằm ở đây và móc lên cho mình 1 mũi móc kép. Tiếp tục các bạn lại móc lên cho mình 1 mũi móc xích và các bạn lại bước vào móc phần B cho mình. Thì cách móc phần B cũng sẽ tương tự giống như là phần B đầu tiên mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một phần lỗ và móc liên tục cho mình 2 mũi móc kép cùng một lỗ, và khoảng cách giữa mỗi mũi móc kép với nhau đó là 1 mũi móc xích. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước xen kẽ của phần A và phần B cho đến cuối dòng thứ tư, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ tư nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ tư rồi thì tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ năm, và để móc dòng thứ năm đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 1 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại đâm vào chân móc đầu tiên này, móc lên cho mình 1 mũi móc đơn. Tiếp theo đó các bạn lại móc lên cho mình 1 mũi móc xích, sau đó lại đến phần B. Thì ở dòng thứ tư phần B các bạn đã tạo nên được 5 phần lỗ như thế này, thì ở dòng thứ năm này các bạn sẽ đâm vào mỗi một phần lỗ và móc lên cho mình 1 mũi móc kép. Và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm vào phần lỗ đầu tiên này và móc lên cho mình 1 mũi móc kép. Sau đó thì các bạn lại móc lên cho mình 1 mũi bông dâu bằng cách là móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ dùng kim móc và đâm xuyên qua chân mũi móc kép này, kéo chỉ qua và móc lên cho mình 1 mũi dời. Tiếp theo đó các bạn lại móc lên cho mình 1 mũi móc xích và các bạn sẽ tiếp tục đâm vào phần lỗ thứ hai này, móc lên cho mình 1 mũi móc kép. Sau đó thì các bạn lại móc lên cho mình 1 mũi bông dâu. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một phần lỗ và móc lên cho mình 1 mũi móc kép, sau đó lại móc lên cho mình 1 mũi bông dâu, và khoảng cách giữa mỗi mũi móc kép với nhau đó là 1 mũi móc xích. Và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết 5 phần lỗ cho mình. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết phần lỗ thứ 5 rồi thì các bạn đã móc xong phần B. Tiếp tục đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần A cho mình bằng cách là móc lên cho mình 1 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi của mũi móc kép ở dòng thứ tư là nằm ở đây. Sau đó thì móc lên cho mình 1 mũi móc đơn. Như vậy là các bạn đã móc xong phần A rồi. Tiếp tục các bạn sẽ chuyển qua và móc phần B cho mình bằng cách là móc lên cho mình 1 mũi móc xích. Và tiếp tục đến phần B thứ hai thì các bạn cũng sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là phần B thứ nhất mình đã hướng dẫn. Đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một phần lỗ và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép.
Sau đó thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi bông dâu. Tiếp tục đó là khoảng cách giữa mỗi mũi móc kép với nhau, đó là một mũi móc xích. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu làm lại các bước xen kẽ của phần A và phần B cho đến hết vòng thứ 5. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ 5 nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ 5 rồi thì các bạn đã móc xong phần viền chân áo. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết chỉ lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ kéo chỉ ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn chỉ thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi nối này lại cho thật chặt. Và bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ dùng kim khâu và khâu lại những đoạn chỉ bị thừa này vào bên trong của chiếc áo cho mình. Mà mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã khâu xong những đoạn chỉ bị thừa nha. Thì sau khi mà các bạn đã khâu lại những đoạn chỉ bị thừa rồi thì các bạn sẽ bước vào bước cuối cùng, đó là các bạn sẽ khâu 4 hạt nút như thế này vào phần rì phía bên tay phải nằm ở mặt sau của chiếc áo cho mình. Và cụ thể cách khâu sẽ là như sau. Sau khi mà các bạn đã khâu xong hạt nút đầu tiên rồi thì cách khâu 3 hạt nút còn lại cũng sẽ tương tự giống như là nãy giờ mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã khâu xong 3 hạt nút còn lại nha. Sau khi mà các bạn đã khâu xong 3 hạt nút còn lại rồi thì các bạn đã hoàn thành xong một chiếc áo crop top kiểu yếm với họa tiết ô vuông nằm ở chính giữa và phối với viền ren ở phần chân áo. Và mình chúc các bạn sẽ thành công với lại sản phẩm của các bạn làm ra nha. Và nếu có thắc mắc gì thì các bạn hãy để lại comment ở phía bên dưới. Mình sẽ cố gắng trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Và nếu thấy video của mình hữu ích thì các bạn hãy nhấn like. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn ghé đến kênh của mình thì đừng quên hãy nhấn nút subscribe hoặc là nút đăng ký để đón xem được những video hướng dẫn về móc len mới nhất từ kênh của mình nha. Ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.